Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Hôm nay chúng ta cùng đi khảo sát trực tiếp một bất động sản giá rất là tốt, vị trí vô cùng đắc địa anh chị ạ. Vị trí vô cùng đắc địa. Đây sẽ là một bất động sản khi mà công nghiệp hoạt động gọi là tỷ lệ đất đai tốt ấy, khoảng 60-70%, thì đây sẽ là những cái khu vực sẽ được lan tỏa cực mạnh bởi khu công nghiệp. Đặc biệt là cái yếu tố gọi là dòng tiền hay là lãi vốn. Và bất động sản của chúng ta hiện nay thì với mức giá vô cùng tốt ngay những thời điểm như thế này, và chủ đầu tư cũng thật sự đang là cần bán bởi vì giải quyết vấn đề về tài chính. Bất động sản của chúng ta nằm trong khu vực dân cư hiện hữu, trên có điện và mặt tiền đường nhựa hiện hữu là 6m, quy hoạch mở rộng là 30m, và đất của chúng ta nằm phía tay trái này. Tổng diện tích là 400m2, ngang là 5, sâu là 80, có 100 thổ cư, sổ hồng sẵn. Và hiện nay chủ đầu tư đang cần tiền bán nhanh và nhượng lại cơ hội này cho những anh chị về sau. Ngay ở vị trí này thì từ bất động sản của chúng ta di chuyển đến khu nghiệp chưa đến 2 phút đi bộ anh chị, 2 phút đi bộ nhé. Chúng ta ra cái ngã ba ngoài kia, chúng ta rẽ trái một tí là tới khu nghiệp rồi, tới cái vườn cao cao đấy, cây cao su cao đấy. Thì hướng này của chúng ta sẽ di chuyển vào khu nghiệp và ra đường cao tốc kết nối sang Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển đến khu vực này là 80 cây số. Bình Dương là 40 cây số, cực kỳ gần luôn anh chị ạ. Di chuyển theo hướng này toàn bộ sẽ là đường rất là đẹp, rất là rộng. Và hướng ngược lại của con đường này chính là ra trường cấp 3, trường mầm non, trung tâm hành chính của xã. Kết nối thông liên khu, liên xã. Đây chính là một trong những cái tuyến đường nó đầy đủ các cái tiện ích anh chị ạ. Có khu công nghiệp, có trường mầm non, có trường cấp 2, có trường cấp 3, trung tâm hành chính của xã, đầy đủ các cái yếu tố, và chợ tự phát cũng như là khu vực kinh doanh buôn bán đông vui nó nằm phía ngoài này. Cách đất có vài phút đi xe thôi. Và đất chúng ta nằm phía tay trái này, cái toàn bộ khu vực vị trí ranh đã được cắm mốc nội giới bằng cọc bê tông như anh chị thấy trên màn hình đây. Đằng sau có con suối anh chị nhé. Đằng sau có suối, hiện trạng đất là thấp hơn đường một xíu. Hơi nè này, anh chị có thể theo dõi trực tiếp. Hiện nay xung quanh khu vực này thì những bất động sản 5m thì cũng khá là nhiều người bán. Nhưng mà với cái mức giá mà anh chị chúng ta theo dõi trên video thì gần như rất là ít. Đặc biệt là vị trí gần ngã ba như thế này nữa. Bởi vì từ bất động sản chúng ta di chuyển ra ngã ba có vài mét thôi, rất gần. Và con đường này với hiện trạng thực tế như anh chị thấy đây thì chắc chắn thời gian tới sẽ được cải tạo và làm lại để cho người dân đi lại. Và từ bất động sản chúng ta di chuyển lên thành phố Đồng Xoài khoảng 5 cây số anh chị ạ. Ở ngay cạnh một khu công nghiệp đang là hoạt động luôn, đang là xây dựng. Và đất của chúng ta thuộc xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đây là cái con đường kết nối liên xã anh chị nhá. Liên xã và kết nối thẳng lên trung tâm thị trấn luôn. Với cái diện tích là 400m2 thì rất là rộng anh chị ạ. Ngang là 5, sâu là 80. Và với cái mức giá như hiện nay thì hầu như chúng ta đang là được tiếp cận với mức giá của 2 năm về trước anh chị ạ. 2 năm về trước. Và 2 năm về trước thì mức giá nó không có được như vậy. Đặc biệt hơn nữa là cái thời điểm đấy nó cũng chưa có khu công nghiệp hiện hữu như vậy. Chưa có một cái gì ở trên cái đất công nghiệp cả. Nhưng mà thời điểm này chúng ta đang được tiếp cận với mức giá rẻ. Bởi vì cái nhu cầu cần bán nhanh, xử lý các vấn đề tài chính của các nhà đầu tư, cho nên họ cần bán với mức giá đấy. Và khi mà chúng ta đầu tư ngay cái thời điểm này, chúng ta đã tiếp cận được từ 1 cho đến 2 năm thời gian đợi chờ. Và điều tiếp theo nữa là gì ạ? Hiện nay thì công nghiệp đã đi vào hoạt động rồi, thì một thời gian ngắn nữa thôi, toàn bộ các bất động sản ở khu vực này, đặc biệt là những bất động sản gần ngã ba,
như khu vực chúng ta đang là xem, thì nó sẽ có cái sự lan tỏa ảnh hưởng từ công nghiệp rất là lớn. Và hiện nay cái nhu cầu tìm bất động sản công nghiệp tại khu vực này rất là nhiều, đặc biệt là những tài sản trong cái tình trạng gọi là bán nỗ ngộp để giải quyết các vấn đề tài chính. Và bất động sản của chúng ta thì nó không có nhiều, chỉ có 1-2 tài sản thôi, không có nhiều. Anh chị nào mà chúng ta đang xem cái video này là chúng ta được tiếp cận với cái tài sản đầu tiên, và chúng ta nên tận dụng ngay cái những thời điểm như này. Thời điểm như này mà có những cái bất động sản gần khu nghiệp, trong khu vực dân cư hi hữu, đường nhựa, thông ra trường học, thông ra dạ chợ, thông ra các cái tiện ích mà có tiềm năng như vậy, thì chúng ta nên tận dụng ngay và luôn anh chị nhé. Nên tận dụng ngay và luôn, bởi vì thời điểm chính là một yếu tố quan trọng để chúng ta sở hữu những bất động sản giá rẻ. Nếu như tài chính của anh chị chúng ta đủ thì có thể tham khảo tài sản này. Còn trong trường hợp anh chị chúng ta có những nguồn tài chính khác mà cái nhu cầu nó không phù hợp với khu vực này, thì cũng hãy kết nối với Nguyễn Đoàn sẽ chia sẻ đến chúng ta những cái tài sản tiếp theo. Thì đấy là những cái thông tin mà hôm nay Nguyễn Đoàn muốn chia sẻ đến anh chị. Và đừng quên chia sẻ video cho người khác, cũng như là nhấn vào nút thích video, nhấn vào nút đăng ký kênh để lần sau nhận được những nội dung mới từ bất động sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.